Alo, dạ em xin mến chào quý đại gia đình thân thương của em nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Ngọc. Và Ngọc mến chúc đại gia đình của mình một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Bữa hôm nay em có một cái chủ đề về một người đàn bà không có chồng và một con chó bé rê. Nhưng bữa hôm nay là một cái câu chuyện, một cái sự kêu bằng là mất niềm tin. Cái tiêu đề khá là thú vị ha. Mất niềm tin vào đàn ông, một người đàn bà không có chồng, xinh đẹp, nuôi con chó bé rê để làm gì? À, thì đây là một cái lời tâm sự của riêng Ngọc, và cũng là một cái câu công trong đây thì cũng có một cái câu chuyện có liên quan đến một cái cô gái. Cái cô gái này là ở nước ngoài và rất là nổi tiếng, rất là xinh đẹp, còn mình là chỉ là một người đàn bà không chồng bình thường thôi, và mình nuôi một con chó béc rê thì đã nhận rất là nhiều lời chỉ trích, lời dị nghị từ cộng đồng. Người ta nói rằng mình nuôi con chó để làm cái gì, mục đích của mình để làm gì. Thì mục đích của mình là để làm nhiều thứ lắm. Nhưng mà để một hồi mình sẽ kể cho quý đại gia đình của mình biết từng chút, từng cái chi tiết một từ A đến Z đầy kịch tính y hệt thì trong phim nha. Thì do là cái cuộc sống của một người đàn bà không có chồng quá cô đơn trong cái ngôi nhà của mình. Một người đàn bà trời ban tặng, một người đàn bà thì phải có một người đàn ông. Một người đàn bà và một người đàn ông thì mới thành một cái gia đình, mới hạnh phúc được. Con cái nó mới trưởng thành, mới khôn lớn được. Nhưng là do là cái số phận và cái duyên số của mình nó éo le quá đi. Thành thử ra là mình đã gãy gánh giữa đường, cái cuộc hôn nhân của mình đã gãy gánh giữa đường. Đó là cái điều mà không có ai mong muốn hết. Nhưng mà do là ông trời xui khiến cái điều đó nó xảy ra và mình phải chấp nhận. Cho nên là mình ban đầu thì mình rất là yêu cái người đàn ông đó, mình dành hết tất cả những cái tình thương, tình yêu của thời con gái, cho nên mình dành tuổi trẻ của mình và thanh xuân của mình cho cái người đàn ông đó. Nhưng rồi mình đánh đổi mình được cái gì thì mình đã nhận thấy rằng là mình đã mất niềm tin vào người đàn ông, và không những người đàn ông đó và những người đàn ông khác nữa. Cho nên là mình cảm thấy rằng cái cuộc sống này á, mình để mà tìm được một người mà thật sự thương mình nó thật sự là rất khó. Giống như là mình giục cái kim xuống dưới biển và bây giờ bắt mình đi tìm một cái kim đó, thì giống như mò kim đáy biển vậy đó, nó như là trúng số vậy đó. Đối với mình là vậy, những cái cô gái khác thì không biết là người ta nghĩ như thế nào. Chắc có lẽ là có nhiều người người ta nghĩ không phải như Ngọc đâu, không có chồng thì mình có thể nhắm mắt, mình có thể quen ai đó để mình vơi đi cái nỗi buồn. Nhưng đối với Ngọc thì cái điều đó nó không thể nào diễn ra, bởi vì khi mà mình đã yêu rồi thì phải đợi cho cái tình yêu này nó quên mất đi. Cho dù là mình mới ly dị mới có 5 năm nhưng mà dường như cái tình cảm của mình dành cho cái người chồng cũ thì nó vẫn còn. Cho nên là mình không thể nào mà lấy cái tình cảm này để đánh đổi một cái người khác, rồi người ta phải sống thế cho cái người chồng của mình. Cho nên là mình thấy như vậy thì bất công với người đàn ông khác, rồi như vậy thì nó sẽ làm cho cái cuộc hôn nhân mới của mình nó không hạnh phúc đó. Thì thành thử ra mình muốn thật sự quên hẳn cái người chồng cũ đi, rồi mình sẽ bắt đầu để mà chấp nhận, trái tim của mình nó sẽ mở cửa cho cái người đàn ông mới vào trong trái tim của mình. Và khi mà mình đã mất niềm tin vào người đàn ông rồi thì mình cần phải có ai đó chia sẻ ở bên cạnh. Không những Ngọc và những người phụ nữ khác ở phương Tây, châu Âu cũng có rất là nhiều người phụ nữ không có chồng, người ta rất là thương chó, đặc biệt là những con chó Rottweiler hay là Berlin, Béc-rê chứ quên Berlin. Trời ơi, Berlin mà là chó gì trời? Berlin là một cái tên gì của người ta chứ. Béc-rê đó là Ngọc Ngọc nói sai ha. Xin lỗi mọi người, là Ngọc nói sai, là con chó Béc-rê của Ngọc là một con chó mà Ngọc coi nó giống như là một người bạn, một người đồng hành trong cuộc đời này. Một người đàn bà không có chồng, đôi khi nuôi con chó thì nó cũng có lợi nhiều thứ lắm. Và cái mục đích của mình nuôi chó để làm gì, và mình chưa bao giờ chia sẻ thật thẳng thắn. Ngày hôm nay Ngọc quyết định, Ngọc bật mí cái sự thật này ra. Và Ngọc mong muốn rằng những cái điều mà Ngọc nói ra, nó sẽ là một cái gì đó để các bạn hiểu hơn về con người của Ngọc, về cái tính tình của Ngọc. Chứ không phải là nói ra để mọi người chỉ trích, nói rằng nhỏ này thế kia. Bởi vì Ngọc rất là sợ sự chỉ trích từ cộng đồng, ai cũng sợ hết trơn, ai cũng muốn mình được thương, được yêu, được không ai muốn mình được bị ném đá, bị ghét hết trơn á. Nhưng mà có cái là mình là chia sẻ những cái đồ đồ nó thật quá, thật sự thật đó, nó mất lòng. Thành thử ra ngày hôm nay em quyết định em nói thật, nói thẳng luôn là cái chuyện mà một người đàn bà không có chồng nuôi một con chó béc rê không phải là vì mục đích coi nhà không đâu, mà nó còn là một người bạn không phải là một người đàn ông. Một con người thì làm bạn với một con người thì điều đó là bình thường rồi, nó không có gì hết. Nhưng con người với con người thì đôi khi á, là cũng có những cái sự phản bội. Và mình đặt niềm tin hết cho người ta, nhưng đến khi mà mình giống như có người ta có câu rất là hay mà Ngọc rất là tâm đắc: chơi với bạn hết mình nhưng bạn chơi lại hết hồn. Đó, khi mình chơi với người ta, mình thương người ta quá, mình không có suy nghĩ gì, mà thậm chí mình không có nghi ngờ gì hết. Nhưng đến khi mà mình ngoảnh lại thì thấy người ta là
đối xử với mình nó tệ vô cùng luôn. Người ta không có đối xử tốt với mình giống như mình đã đối xử tốt với người ta. Cho nên là mình dần dần mình mất niềm tin vào con người, không những con người mà những người xung quanh, mà mất luôn niềm tin với một người đàn ông. Đó, thành thử ra là mình nuôi con chó là tạm thời bây giờ đó, trong khoảng thời gian này để cho mình tĩnh tâm lại, mình tin vào là trên đời này còn có những cái con vật nó dễ thương, nó đáng yêu như vậy, và nó cũng có thể làm được những việc mà con người có thể làm được. Ví dụ như là nó bên cạnh mình dắt nó đi dạo thì nó cũng là người bạn. Nếu mình có chồng thì hai vợ chồng nắm tay nhau đi dạo, nhưng không có chồng thì mình có thể dắt tay con chó đi dạo. Dắt tay con chó sao con chó đi được, con chó đi bằng bốn chân mà. Mình dắt cái dây, mình cột cái dây ngay cổ nó rồi mình dắt nó đi dạo ha. Thì cũng đó cũng là cái thú vui mà khiến cho mình quên mất đi những cái nỗi buồn trong cái cuộc sống này. Một người đàn bà không có chồng họ bất hạnh lắm, bởi vì họ sẽ gặp những cái lời chỉ trích từ miệng đời. Và đặc biệt là những người đàn ông đến những người phụ nữ mà không có chồng này, thường thường là họ chỉ muốn tình một đêm, ăn bánh trả tiền qua đường thôi, chứ còn người ta muốn xây dựng một cái lâu đài, một cái ngôi nhà đi. Lâu đài thì nghe nó cao sang quá, một cái ngôi nhà, một túp liều chanh hay quả tim vàng với một người đàn bà không có chồng cũng là điều cực kỳ hiếm. Tại vì đàn ông người ta chỉ thích những cái người con gái đẹp, tươi trẻ thôi. Chứ còn những người đàn bà không có chồng là mấy bay bà già hàng đã cũ rồi, thì có rất là ít những anh chàng phi công muốn lấy mấy bay bà già. Mà lấy bay mấy bay bà già mà kêu bằng là dài đâu phải là dễ đâu, phải có kinh nghiệm nữa. Mấy bay bà già này có rất là nhiều kinh nghiệm. Ví dụ như là mình rất là hiểu về cái cuộc sống, hiểu về tâm lý người đàn ông, mình sẽ rất là giỏi để mà hiểu và nắm bắt được tâm lý người đàn ông muốn cái gì, cần cái gì, và mình đáp ứng được những cái yêu cầu. Ví dụ như là bữa đó anh không hài lòng vì em nấu cái này thế kia, thì anh muốn như thế này thế kia, nấu những cái món ăn như vậy, thì em cũng sẽ đáp ứng theo những cái yêu cầu sở thích như vậy. Làm những cái chuyện mà cuộc sống á, là mình không biết nói trước được điều gì, nhưng mà mình nuôi con chó là để nó là một người bạn của mình, và nó là một người tâm sự. Thật sự là nó rất là hữu ích trong cái cuộc đời của một người không bàn bà không có chồng. Qua cái video này, nếu mà bạn nào mà không có chồng giống như mình và đang có ý định là sẽ mua một con chó gì đó để nuôi, thì nhớ nha, nhớ mua béc rê nha. Bởi vì con chó béc rê nó cực kỳ thông minh và hiểu ý chủ. Bạn có thể tức giận, bạn có thể buồn, hoặc bạn thậm chí bạn có thể giống như là nóng giận lên, thì nó cũng sẽ hiểu được những cái điều mà người chủ sắp, cái tâm lý của người chủ, và nó hiểu được tính tình và nét mặt của mình luôn. Nghe vậy thì nó hơi lạ lạ, chó mà sao hiểu được nét mặt con người. Nhưng Ngọc đọc ở trong sách tâm lý thì người ta nói chó như vậy. Nhưng mà không biết là ở ngoài đời thì như thế nào. Trên đời thì cũng có rất là nhiều cái sự việc mà mình không thể nào tưởng tượng được. Cho nên là cuộc đời này mình đã quá mất niềm tin vào rất là nhiều người rồi, cho nên là mình sẽ không thể nào tin tưởng được ai nữa hết trơn trọi. Cho nên là mình quyết định mình nuôi con chó để nó làm bạn với mình. Đó là những cái sự chia sẻ của Ngọc. Và bên cạnh đó, mình cũng có đọc trên một cái tờ báo, có một cái người, cái cô gái nào ở bên nước ngoài á, cổ rất là nổi tiếng và cổ rất là giàu có, rất là xinh đẹp, và cổ đã không tin tưởng vào người đàn ông, mà cổ đã nhận một chú chó về và làm đám cưới một chú chó đó. Và cái điều đó Ngọc thấy nó rất lạ đời, tại vì làm đám cưới một chú chó đó là một cái điều gì đó nó rất là hoang tưởng, và cổ đã nhận được rất là nhiều sự chỉ trích về cộng đồng, bởi vì cái điều đó là hoàn toàn trái pháp luật hay sao đó, không có đạo đức hay gì đó thì ta nghĩ vậy. Nhưng mà đối với cổ thì cổ nghĩ rằng cổ làm những việc đó đúng đắn, thành thử ra cổ đám cưới với lại cái chú chó đó, bởi vì cổ thương cái chú chó đó và muốn sống cùng với chú chó đó đến suốt cuộc đời. Cổ chỉ đơn giản cũng muốn dắt tay chú chó đi dạo trên đường đời thôi, rồi tối tối cho chú chó lên giường để ngủ chung thôi đó. Nhưng mà người ta lại nói cổ là bị điên, bị khùng này nọ kia. Nhưng mà đối với Ngọc thì không biết rằng cái video này Ngọc sẽ bị chửi hay không. Nhưng mà Ngọc nghĩ rằng là con chó là một động vật rất là đáng yêu, mọi người nên thương nó nha. Đó, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã xem clip kể chuyện và tâm sự của em. Em mến chúc mọi người một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Bye bye.